Oppo A95, những ấn tượng đầu tiên của mình về mẫu máy này nó nằm ở mức rất là tích cực bởi vì thiết kế đẹp. Tất nhiên là sẽ có những cái phiên bản màu cực kỳ là bắt mắt nhưng mà mình cá nhân mình thì vẫn thích cái phiên bản màu đen như thế này hơn, trông nó đầm và nó nam tính. À, ngoài ra cầm nắm thoải mái, cụm camera chụp ảnh các thứ cũng rất là ok. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, những mẫu máy như thế này chúng ta cần phải dùng lâu thì mới có được những cái trải nghiệm thực tế nhất liên quan tới pin, liên quan tới hiệu năng hay liên quan tới màn hình nữa. Và đó là lý do mà mình làm video ngày hôm nay đánh giá Oppo A95 sau khoảng cỡ đâu đó là một tháng sử dụng rồi đấy. Ok, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà để đánh giá Oppo A95 thì mình nghĩ điểm đầu tiên chúng ta cần nhắc đến đó chính là camera. Bởi vì đây chính là điểm mình nghĩ là mạnh nhất và được tập trung nhiều nhất trên mẫu máy này kể cả camera sau hay là camera trước Về mặt thông số thì có vẻ như là nó không quá ấn tượng so với một bộ máy ở trong phân khúc giá này Bởi vì i95 sẽ có cảm biến chính độ phân giải là 48MP Một camera góc siêu rộng kèm camera macro 2MP Và một camera mono hỗ trợ lấy nét nó chiều sâu 2MP nữa thôi Đáng tiếc là chúng ta sẽ bị thiếu hụt đi cái tùy chọn là camera góc siêu rộng ở đây trong những điều kiện chụp ảnh đủ sáng thì camera ở trên chiếc Oppo 95 này thật sự là mình rất ấn tượng bởi vì là nó mang lại một cái nước ảnh rất là tươi và đặc biệt là khi các bạn chụp hdr ấy, thì dù là ngược sáng hay là xuôi sáng đi nữa lúc nào chi tiết lên cũng rất là rõ thậm chí là nhiều lúc bị đẩy gai lên một chút và bị đẩy cái độ bão hòa màu nó hơi rực rỡ một chút để tạo ra độ bắt mắt cho bức ảnh cực kỳ phù hợp để các bạn chụp phong cảnh còn nếu các bạn chụp chân dung chụp người thì lúc nào da người cũng sẽ được ưu tiên để làm sáng, làm mịn. Ngoài ra thì những cái tông màu hồng, màu đỏ ở trên môi, trên da mặt đều được ưu tiên làm rất nhiều. Cho nên mình đánh giá đây cũng là một mẫu máy rất hợp để chụp người. Còn đi vào điều kiện thiếu sáng thì camera của Oppo A95 sẽ hơi bị nhanh chóng là bị nhiễu, bị mờ và bị giảm chi tiết đến tương đối đấy. Nói thêm về camera selfie 16 megapixel trên Oppo A95 thì công nhận Oppo camera phone nó vẫn có một cái chất như vậy độ nhạy sáng thì mình đánh giá rằng không phải quá cao cái giải hai lúc nào cũng sẽ bị hơi bị uh, gọi là cháy nhẹ một chút uh, tuy nhiên thì da người làm đẹp Mịn, màu hồng vẫn như camera chính được đẩy lên khá là nhiều ngoài ra thì các bạn sẽ có những cái tính năng rất là sâu về mặt phần mềm để ưu tiên để chỉnh sửa hay là để làm rõ làm mịn những cái như kiểu là bóp mặt làm đẹp da nâng cầm gọt má vân vân và vân vân có nhiều filter sẵn và kể cả khi mà mình đã tắt hết tất cả những cái filter những cái chế độ làm đẹp này đi rồi thì mình cảm giác đâu đó cái camera selfie của OPPO a 5 thật sự rất khó để chụp người mà xấu được ấy. kể cả như mình chụp mình nghĩ là còn đâu đó gần ngưỡng đẹp trai cơ. <laughs> có một điểm trừ nho nhỏ, nhỏ đó là cả camera sau và camera trước của chiếc máy này thì đều chỉ hỗ trợ quay video tối đa là Full HD 30fps cũng như là cái cảm biến chính này thì không hề có những tính năng chống rung quang học OIS. trong tầm giá này thì mình nghĩ yếu tố đó không phải là điểm cộng nhưng mà cũng không hẳn là điểm trừ lắm nói chung là mình thấy rằng khả năng quay video của nó nằm ở mức ổn bởi vì khả năng bắt sáng, giải nhạy sáng hay là độ chi tiết thì đều nằm ở ngưỡng là vừa đủ thôi. Thứ hai đó chính là cấu hình và hiệu năng của máy. Đây là một điểm mình thấy khá gây tranh cãi trên OPPO 95 trong những cái video trên tay mà mình có làm chia sẻ nhanh với các bạn ạ. Bởi vì mẫu máy này sẽ có một tính năng rất là hay ho mà được quảng bá nhiều đó là khả năng mở rộng RAM. RAM ở trên máy được trang bị uh, sẵn là 8GB nhưng mà các bạn có thể mở rộng thêm là 5 GB nữa là trích xuất từ bộ nhớ trong để sử dụng như là một cái bộ nhớ RAM á và lúc này chúng ta sẽ có tối đa lên tới là 13 GB RAM. Thật ra là với 8 GB có sẵn ở trên Oppo trên 5 thì mình cảm giác rằng đâu đó nó vẫn nằm ở một cái ngưỡng mà nhu cầu sử dụng cơ bản khó mà các bạn có thể cần thêm hơn được nữa. Ấy. Ví dụ như là mình thường sẽ mở ở TikTok này Instagram này, Facebook này, Telegram và như có test game thì mình sẽ mở chạy nền thêm chai Park nữa thì với 8 nghìn ram nó vẫn hoàn toàn đủ sức để chạy ít nhất là cùng lúc năm ứng dụng đó và mình nghĩ nhu cầu các bạn thì cũng chỉ đến ngưỡng như vậy thôi còn cái con chip ở bên trong bộ máy này là Snapdragon 662 thì đây mới là một cái câu chuyện mà cần phải nói đến bởi vì so với những đối thủ trong cùng phân khúc thì rõ ràng đây không phải là một con chip mạnh và mẫu máy này không phải là quá thiên về những thứ như là hiệu năng thuần với PUBG Mobile thì mình có thể chơi tương đối là thoải mái ở 30 fps tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ rằng 30 fps là một cái ngưỡng đâu đó mà nó hơi thấp để các bạn có thể chơi game hardcore hay là tuyệt vời nhất trong khi đó những cái ngưỡng những cái mức setting đồ họa fps cao hơn thì chúng ta lại không mở được do đó thì mình nghĩ các bạn nếu mà muốn gọi là chơi game hay là giải trí trên mẫu máy này thì nên để chơi game thì chỉ chơi những cái tựa game phổ biến hiện tại kiểu Subway Surfer, uh, Temple Run hay là game online thì có liên quân mobile hoặc là Free Fire thôi. Đó những cái game kiểu nhẹ nhàng một chút như vậy. À, ngoài ra thì mặc dù là khả năng đa nhiệm của nó tương đối tốt là do ram nhá, nhưng nó vẫn chỉ nằm ở ngưỡng tương đối thôi. Bởi vì đôi khi khi mình vuốt đa nhiệm ấy nó vẫn có những cái sự khựng dập nó hơi nhảy nhẹ một chút. Cái này mình nghĩ chắc chắn là do con chip rồi. Còn về trải nghiệm vút chạm cơ bản thì mình nghĩ rằng Oppo 95 nó cho mình một trải nghiệm cơ bản rất là ổn bởi vì chúng ta sẽ có đây cả hai yếu tố nữa đó là màn hình và loa. Màn hình ở trên bộ máy này sử dụng công nghệ là AMOLED, độ sáng loanh quanh 430 nits và có thể đạt được ngưỡng tối đa là 800 nits. À, thì đây là một tấm màn với kích thước với trải nghiệm mình nghĩ là tương đối quen thuộc mà có thể một số mẫu máy Oppo khác ở Việt Nam các bạn trải nghiệm các bạn cũng đã có thể nhìn ra rồi. Được cái là giao diện ColorOS tối ưu ở trên này, mượt mà, tươi, đẹp trơn chu, màu sắc bắt mắt. Do đó thì những cái thứ như là vuốt chạm ở trên màn hình nhá, hay là vào những ứng dụng nhá, hay là xem video các thứ thì mình đánh giá cao cái tấm màn của Oppo 95. Duy chỉ có một điểm thôi là mình nghĩ có thể năm sau Oppo sẽ xem xét nâng cấp tấm màn này lên thêm có cái mức uh, tần số quét là cao hơn một chút. Có lẽ không cần phải đến 120 héc nhưng mà đâu đó là khoảng 90 héc mình nghĩ là ổn rồi. Là một cái gì đó sẽ cạnh tranh rất nhiều ở trong phân khúc rồi. Và ngoài ra thì có lẽ Oppo nên trang bị uh, loa stereo, loa kép ở trên một mẫu máy như thế này. Chứ hiện tại A95 mới chỉ có loa mono một thôi. Do đó thì khi mình trải nghiệm đôi khi là mình cầm mình bịt ngón tay vào thì nó sẽ bị bé tiếng đi, hay là khi chơi game, các bạn sẽ không có hai loa hai bên để ít nhất là xác định được hướng của địch bắn hay là một cái gì đó liên quan tới sự gọi là xác định phương hướng trong game chẳng hạn. Và với những gì mình đã chia sẻ về cách mình sử dụng cái chiếc điện thoại này đó là những nhu cầu cơ bản như vậy thì pin của nó sẽ ra sao? Ở một máy được, được trang bị viên pin dung lượng là 5000 mAh và mình có thử xem YouTube ở khoảng 80% độ sáng sau 3 tiếng thì nó sẽ mất 32% pin. Tức là tính sơ sơ các bạn có thể dùng 10 tiếng với cái nhu cầu là như vậy, xem Youtube thôi Còn tất nhiên là khi các bạn chơi game hay là các bạn làm các thông vụ khác thì pin nó sẽ tụt nhanh hơn Nhưng để mà nói về 5000mAh trên một cái màn hình AMOLED như thế này với những cái nhu cầu giải trí cơ bản Thì mình nghĩ mẫu máy này uh, sẽ đủ đáp ứng cho các bạn đâu đó là khoảng một ngày rưỡi đấy Bởi vì thời gian trung bình on screen của mình là đâu đó khoảng 7 đến 8 tiếng Thì mình sẽ dùng khoảng một ngày rưỡi không cần phải lo Và nếu các bạn mà có nhu cầu sử dụng nhiều hơn mình hay là các bạn có lo lắng về vấn đề uh, hết pin ấy, thì trong hộp các bạn sẽ được tặng kèm một cục sạc nhanh 33W Nhưng mình thử sạc từ 3 lên 55% thì nó chỉ mất là 35 phút mà thôi Thì ví dụ buổi trưa các bạn nghỉ ngơi hay là các bạn vừa về nhà các bạn đi tắm các bạn cắm sạc một cái Khoảng 20 phút sau ra rút điện thoại ra lại có thêm khoảng vài tiếng on screen để đi chơi thoải mái hay là dùng cả ngày đúng không Ok thế thì đó là bốn cái điểm mà mình muốn chia sẻ kỹ hơn về chiếc Oppo 95 này Màn hình, pin sạc, cấu hình và camera Còn trong video trên tay thì mình đã chia sẻ với các bạn cũng tương đối đầy đủ những thông số uh, cấu hình hay là những trải nghiệm ban đầu của mình với nó rồi đấy Nói chung mình vẫn đánh giá rằng đây là một mẫu máy thật sự rất là hướng tới giới trẻ và hướng tới đối tượng người dùng Đâu đó là tập trung vào vẻ ngoài của nó hay là cái cụm camera hơn Bởi vì cái cụm camera ở trên này nếu mà nói về chụp ảnh thì nó là một cái gì đó khiến mình bất ngờ thời gian đầu Thông số thì chưa phải là quá cạnh tranh Nhưng những cái bức ảnh mình chụp được ấy Nó nó ngon hơn nhiều bộ máy Android trong cùng phân khúc với các bạn ạ Tổng hòa những yếu tố như mình đã chia sẻ thì mình nghĩ đây sẽ tiếp tục là một mẫu máy bán rất chạy ở những chuỗi cửa hàng điện máy hay là những chuỗi cửa hàng uh, điện thoại lớn ạ, những cái kênh bán hàng truyền thống như vậy thật sự sẽ có đối tượng khách hàng khá là phù hợp với chiếc máy như thế này. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.